Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý thính giả và quý Phật tử thân mến, trong hệ thống giáo điển Phật Đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động. Cũng như có những trang kinh, Đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có ý nghĩa là Đức Phật đã chỉ bày cách báo ân, chân chánh, hợp đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau. Hay nói một cách rõ hơn, Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu thảo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, và lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ, khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo và làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được sự an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai. Nói cách khác là, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân, còn như làm điều ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu. Trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và quý Phật tử cùng nghe lời Phật dạy về công ơn cha mẹ. Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác độc, không nói lời phù phiếm, không tham, không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện, mà tham sân si chính là gốc rễ của bất thiện. Cho nên, người tu học Phật Pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày bớt tham sân si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thực sự là người con hiếu đạo. Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên Thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc Tông, như kinh Trường Bộ, kinh A Hàm, kinh Báo Ân, kinh Du Lan Bồn, kinh Hiếu Tử, kinh Tâm Địa Quán. Ở đây chúng tôi sưu tập lại một số ít trong rất nhiều pháp thoại Đức Phật thuyết về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ, hầu chia sẻ cùng các bạn. Phật dạy rằng, cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Trong kinh Nhẫn Nhục, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Kinh Tương Ưng. Này các tỳ kheo, có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha mẹ. Nếu có kẻ vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng mọi thức ăn đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ân của cha mẹ đúng chánh pháp, cần phải thực hành những việc sau đây. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, thì phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam Bảo. Nếu cha mẹ sang tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà còn gieo phước lành trong tương lai. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Cung kính và dâng lời cha mẹ, phụng dưỡng
khi cha mẹ già yếu, giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản cha mẹ để lại, lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. Trong kinh Trường Bộ, vô thủy là luân hồi, này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm cha mẹ, lại không một lần nào làm mẹ làm cha. Kinh Tương Ưng: tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra, nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả. Kinh Phạm Võng: này các thầy tỳ kheo, nếu người nào biết ơn và đền ơn, cho dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên ta, nhưng ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm: nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ. Vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ. Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ. Tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường thánh hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ. Các vị thánh hiền và Phật đều ở trong nhà. Kinh Tạp Bảo Tàng. Phật hỏi các thầy Sa Môn: con nuôi cha mẹ, lấy cam lộ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, dái cổng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu chăng? Các thầy Sa Môn thưa: người này là đại hiếu. Phật dạy: chưa gọi là hiếu. Phật bảo các thầy Sa Môn: xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu. Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ tam quy, giữ ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng cũng gọi là tạm đền. Kinh Hiếu Tử: mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng, mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn, mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ, mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u. Kinh Tâm Địa Quán: vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính Sa Môn, kính bậc thánh vui thay. Trong kinh Pháp Cú: có hai hạng người, này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được, thế nào là hai? Là mẹ và cha. Nếu một bên vai cổng cha, một bên vai cổng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, xoa nước, tắm rửa, thoa gội, và dù tại đó có giải tiểu tiện, đại tiện như thế, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng con khôn lớn, giới thiệu con vào đời. Kinh Tăng Chi Một: làm con đối với cha mẹ, đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng. Trái lại, làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Kinh Tạp Bảo Tàng: Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay, rồi hỏi các thầy tỳ kheo: đất trên đầu ngón tay ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Bạch Đức Thế Tôn: đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của ta. Còn những chúng sinh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều, như đất trên địa cầu. Kinh Tương Ưng: những đứa con bất hiếu sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn hoàng sắc nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém, ngày đêm
chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hình phạt tại A Tỳ Ngục rất nặng nề, ngỗ nghịch song thân. Kinh Báo Hiếu: ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận cúng dường cha mẹ, do công đức đó nên sinh lên các tầng trời, thời làm thiên đế, xuống nhân gian làm thánh dương. Kinh Hiền Ngu: thuở Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp rằng: phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng. Trong Kinh Hạnh Phúc: ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn cha mẹ nuôi dưỡng. Kinh Phân Biệt: thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh. Kinh Tứ Thập Nhị Chương: hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật quá sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong một đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật dạy. Trong Kinh Tâm Địa Quán: cha mẹ là phạm thiên, bậc đạo sư đời trước, xứng đáng được cúng dường, vì thương đến cháu con, do vậy bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng thức ăn nước uống, giải mặt và giường nằm, thoa bóp cùng tắm rửa, giới sở hành như vậy, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Kinh Hạnh Phúc. Thế Tôn lại bảo A Nan: ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chú đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thầm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng uống cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khổ ráo phần con. Thứ sáu, sú nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô quế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dù phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Kinh Báo Ân. Này các tỳ kheo, sữa mẹ mà các thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương. Quý thầy nên biết, sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con. Mỗi ngày, đứa con bụ bặm lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy, héo mòn, chết sớm cũng vì con. Kinh Tương Ưng. Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, đó là cửa ngõ đưa đến bài vong. Kinh Đại Dân. Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn của cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm bồ đề, cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm bồ đề. Đó là cách báo ân rốt ráo. Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân. Người con chí hiếu, dù có gặp đại nạn như tai trời ách nước, địa chấn, sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài, không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch ngoại thù, lục vua phép nước, trộm cướp mất mùa. Nếu nghèo thì đời sống thanh sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm sông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bệnh tật, được tăng tuổi thọ, sau khi chết được sanh thiên. Kinh Hạnh Phúc.
giữa các loài hải chân, chánh giác là tối thắng. Trong các loài con cái, hiếu thuận là tối thắng. Kinh Lăng Chi Một. Như bài viết, lời Phật dạy về công ơn cha mẹ, chúng ta đã thấy Đức Phật nói thật cụ thể rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được. Rất mong rằng trong tất cả chúng ta đều ghi lòng tạc dạ, luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành sâu dày, thâm trọng của cha mẹ để tìm cách đáp đền trong muôn một. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kể cho quý vị và quý Phật tử nghe một câu chuyện cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ. Đây là câu chuyện rất cảm động. Lưu Cương phạm tội cướp giật, bị ngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vào tù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm. Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm nom, còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon. Lưu Cương nhìn thấy mà thèm, liền viết thư cho mẹ để mẹ đến thăm. Nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy, mà vì Lưu Cương rất nhớ bố mẹ. Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư, nhưng không có bất cứ hồi âm nào, Lưu Cương hiểu bố mẹ đã bỏ rơi mình. Đau khổ và tuyệt vọng, Lưu Cương lại viết thêm một bức thư nữa, nói là nếu bố mẹ không đến thăm con, bố mẹ sẽ mãi mãi mất thằng con này. Đây hoàn toàn không chỉ là lời nói suông. Những phạm nhân bị vào tù do tái phạm đã không ít lần lôi kéo anh vượt ngục. Nhưng Lưu Cương vẫn chưa hạ quyết tâm. Nay bố mẹ không còn thương xót, đoái hoài đến mình thì còn gì để lo lắng dấn dương nữa. Hôm ấy trời lạnh đến buốt da buốt thịt, Lưu Cương đang bàn bạc với mấy đại ca đầu trọc về chuyện vượt ngục thì có người gọi giật lại. Lưu Cương, có người đến thăm. Là ai được nhỉ? Bước vào phòng thăm tù nhân, Lưu Cương đứng sững lại. Là mẹ. Một năm không gặp, trong mẹ thay đổi nhiều đến mức con trai mẹ không nhận ra. Mẹ mới hơn 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu. Lưng mẹ còng như con thép nhỏ. Người mẹ gầy gò quá. Bộ quần áo mẹ mặc đã sờn rách. Mẹ đi chân trần hằn cáo bẩn và loang lổ vết máu. Bên cạnh mẹ là hai chiếc bao tải cũ. Hai mẹ con cứ thế đứng nhìn nhau. Chưa kịp đợi Lưu Cương mở lời, nước mắt của mẹ đã trực trào từ đôi mắt mờ đục. Mẹ vừa giơ tay lên quệt nước mắt, vừa nói, Tiểu Cương à, mẹ nhận được thư con. Con đừng có trách bố mẹ nhẫn tâm. Thực sự là không có thời gian đi được con à. Bố của con lại ngã bệnh, mẹ phải chăm sóc bố con, đường thì lại xa xôi. Đúng lúc ấy, có anh quản giáo bưng đến cho mẹ Lưu Cương một bát mì trứng còn nóng hổi, nhiệt tình nói, nè bác ăn đi cho nóng, rồi lại nói chuyện tiếp ạ. Mẹ Lưu Cương vội đứng dậy, xoa xoa tay lên người nói, à thế này sao được. Quản cháu đặt bát canh vào tay mẹ Lưu Cương, cười nói, mẹ cháu cũng tầm tuổi bác, mẹ ăn một bát mì trứng của con trai không được sao. Mẹ Lưu Cương không nói gì nữa, cúi đầu ăn sụp soạt. Bà ăn một cách ngon lành, như mấy ngày chưa được miếng cơm nào vào bụng. Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìn xuống đôi chân sưng đỏ, nước bao vết máu của mẹ, xót xa hỏi. Mẹ ơi, chân của mẹ sao vậy? Giày của mẹ đâu rồi ạ? Chưa kịp đợi mẹ trả lời, quản giáo liền tiếp lời. Vì bác đi bộ nên mới thế đó. Vậy của bác đã bị rách từ trước rồi. Đi bộ sao? Từ nhà đến đây phải mất 300-400 dặm. Hơn nữa, đoạn đường núi rất dài. Lưu Cương từ từ cúi người xuống, khẽ xoa trên đôi chân của mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ không bắt xe tới? Sao mẹ không mua giày mới? Mẹ vội thu chân vào, nói, sao phải bắt xe chứ? Đi bộ cũng tốt mà.
Mẹ thở dài. Năm nay lợn bị dịch, mấy con lợn ở nhà đều chết hết rồi. Vụ mùa năm nay thu hoạch cũng kém. Còn bố của con á, đi khám bệnh cũng tốn bao nhiêu tiền. Bố con mà khỏe thì bố mẹ đã đến thăm con lâu rồi. Thôi đừng có trách bố mẹ con nha. Anh Quảng cháu lau nước mắt lặng lẽ rời đi. Lưu Cương cúi đầu hỏi, thế bố con đỡ hơn chưa mẹ? Lưu Cương đợi mãi không thấy mẹ trả lời. Vừa ngẩng đầu lên là thấy mẹ đang lau nước mắt. Mẹ nói, cát bụi bay hết cả vào mắt của mẹ. Con hỏi bố con hả? Bố con sắp khỏi rồi. Bố con bảo với mẹ là nói với con là đừng lo gì cho ông ấy. Cố gắng mà cải tạo con ạ. Thời gian thăm phạm nhân đã hết. Quản giáo đi đến, trong tay cầm một ít tiền, nói, bác à, đây là chút tấm lòng của quản giáo chúng con. Bác không thể đi chân trần về được bác à. Nếu không, Lưu Cương sẽ đau lòng lắm đó bác. Mẹ Tiểu Cương xua tay nói, ôi sao thế được, con của bác vẫn còn ở đây. Các cháu cũng đủ vất vả lắm rồi. Bác còn cầm tiền của các cháu thì tổn thọ cho bác lắm. Anh quản cháu run run giọng nói, dạ phận làm con á, đã không những không cho bố mẹ được hưởng phúc, lại bắt bố mẹ già cả phải lo lắng suy nghĩ. Để bác đi chân đất mấy trăm dặm đến đây, nếu lại để bác đi chân trần về á, thì thử hỏi người con này á, có còn là người nữa không bác? Lưu Cương không thể nói lại được gì, hét như xé giọng, mẹ! Sau đó không nói thêm gì nữa. Bên ngoài cửa sổ là tiếng khóc thút thích. Anh quản giáo phải lùa đám phạm nhân đang cải tạo ra chỗ khác. Lúc này có một người giám ngục bước vào, cố tình lảng sang chủ đề khác. Thôi đừng có khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui, đáng ra phải cười mới đúng chứ. Nào, để tôi xem bác mang đồ gì ngon đến nào. Vừa nói, người giám mục vừa cầm ngược bao tài xuống. Mẹ Lưu Cương không kịp ngăn lại, mọi thứ ở trong bao rơi ra ngoài. Ngay lúc ấy, tất cả mọi người có mặt đều lặng người đi. Bao tài thứ nhất bị rơi ra, toàn là bánh bao, bánh nướng bị nứt toát thành 4-5 mảnh, cứng như đá, không cái nào giống cái nào. Không cần nói, cũng biết đây là đồ mẹ Lưu Cương đi ăn xin trên đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng, hai tay túm lấy góc áo nói, con ạ, con đừng có trách mẹ đã làm như vậy. Quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa. Lưu Cương hình như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải thứ hai. Đó là một hộp tro cốt. Lưu Cương đang đứng ngẩn người, hỏi, mẹ, đây là cái gì thế mẹ? Mẹ Lưu Cương thất thần, hốt hoảng, giơ tay ra ôm chặt lấy chiếc hộp. Không, không, không có gì đâu con. Lưu Cương giành lấy, giữ phát điên, toàn thân run lên bần bật. Mẹ, đây là cái gì? Mẹ Lưu Cương ngồi phệt xuống như người mất hết sức lực. Mái tóc bạc khẽ lay động. Một lúc sau, bà mới gắng gượng nói, Đây là bố con đó. Vì gom góp tiền đến thăm con, bố con đi làm quần quật không kể ngày đêm. Bố con bị gục ngã vì suy nhược. Trước khi chết, ông ấy nói, khi còn sống không đến thăm con được. Ông ấy rất buồn, sau khi chết nhất định phải đưa ông ấy đến thăm con. Ông ấy muốn nhìn con lần cuối. Lưu Cương gào lên một tiếng, như xé lòng xé ruột. Bố, con sẽ thay đổi. Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, da mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm bệnh nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất. Tiếng khóc thảm thiết, vang đến tận trời xanh. Quý Phật tử thân mến, giác ngộ, sanh con ra, tự nhiên bạn lên ngôi vị cha mẹ. Ngôi vị đó được hình thành một cách tự nhiên, như nhiên,
và đôi khi kéo theo sự hoảng hốt ngỡ ngàng đối với một số cá nhân, vì họ chưa hề kịp chuẩn bị. Ai cũng bảo rằng cha mẹ là một thiên chức cao cả, thiêng liêng. Thế nhưng thiên chức đó tự dưng hình thành hay do học tập rèn luyện? Thử hỏi, những bậc đã là cha mẹ, kiến thức đó họ học được từ đâu? Hay vừa chăm con vừa kiện toàn thiên chức? Và những đôi trai gái đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, có mấy ai biết rõ làm cha mẹ phải hầu đủ những tiêu chuẩn gì để xứng đáng với phẩm vị mà nhân loại xưa nay luôn tán thán tôn vinh? Đành rằng có những tri thức mà con đường kiện toàn không nhất thiết phải thông qua trường lớp. Tuy nhiên, với những tri thức quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến mình và những người yêu thương, đòi hỏi chúng ta cần phải có một thái độ nghiêm túc trong việc củng cố và kiện toàn. Tri thức làm cha mẹ là một trường hợp như vậy. Sinh con, nuôi lớn. Với đạo Phật, làm cha mẹ là cả một quá trình dài. Ngay khi con cái vừa nhập thai, thì người mẹ cần phải giữ giới một cách hồn nhiên để đứa con sinh ra được kế thừa những phẩm chất tối thắng. Theo cách nói của Đức Phật, người mẹ khi mang thai cần phải cẩn trọng trong mọi bề. Thái quá hoặc bất cập trong ăn uống hoặc trong tâm tưởng đều không phù hợp với một người mẹ hoài thai. Sự cẩn trọng, quan tâm đến con là tư duy luôn thường trực trong suy nghĩ của một người mẹ. Quan tâm đó được đẩy lên thành một mối lo to lớn mà kinh gọi là sự lo âu lớn đối với gánh nặng và kéo dài liên tục, miên man sau 9 hay 10 tháng trường. Với con trẻ, phải tập trung cao độ mọi sự quan tâm của mẹ và cha. Vì chỉ cần một chút lơ là bất cẩn thì sức khỏe hoặc tính mạng của con trẻ sẽ rơi vào vùng nguy hiểm ngay. Thực tế, đã có những đứa trẻ lớn lên với những vết hằn năm tháng do sơ suất hoặc do lỗi lầm không cố ý của ba mẹ. Và ở đây, sự dằn vặt lương tâm sẽ là nỗi trăn trở khôn nguôi cho cả mẹ và cha mang theo đến cuối cuộc đời. Kinh được nuôi dưỡng tế nhị, mặc dù chỉ là sự mô tả khá chi tiết về việc vua Tịnh Phạn nuôi dưỡng thái tử Tất Đạt Đa, nhưng cũng là một gợi ý tham khảo cho bất cứ ai muốn nuôi con bằng tất cả những gì có thể. Và dù quý tộc hay là thứ dân, thức ăn cho bé sơ sinh thì xưa nay không gì bằng sữa mẹ. Kinh văn mô tả rằng khi đã sinh, người mẹ nuôi hài nhi ấy với máu của mình. Mà ở đây, theo luật của Bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. Máu của mẹ, con đã hấp thụ từ thuở ban sơ để con vươn lên vững bước thành người. Dạy con nên người. Dạy dỗ con cái và giới thiệu chúng vào đời là một trong những trách vụ quan trọng của nhân bậc làm cha mẹ được Phật dạy trong Kinh Tăng Chi. Từ thực tế cho thấy, có nhiều người sanh con ra nhưng chưa hề quan tâm đến vấn đề dưỡng dục. Chính vì vậy mà có những đứa trẻ lớn lên trong sự tủi nhục, trong khổ đau, khiếm khuyết và bất hạnh nhiều bề. Trời sinh voi sinh cỏ là một quan điểm không đúng theo tiêu chí dưỡng dục mà Đức Phật đã dạy trong Kinh. Trong liên hệ rạch ròi của nhân quả, tiêu chuẩn dạy con tác động rất lớn đến sự hình thành những phẩm chất tích cực của một con người. Sanh con thì dễ, nhưng nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng thành người là cả một nỗ lực vô bờ của cha và mẹ. Ở đây, kiến thức về giới tính, về tâm sinh lý của từng giai đoạn tuổi tác cũng là một điều lưu ý quan trọng để các bậc cha mẹ nâng đỡ con cái của mình. Với trẻ con, cần phải tuần tự dắt dẫn. Hình ảnh chậu nước bẩn và cái gương soi mà Đức Phật diện dẫn trong Kinh Trung Bộ để giảng dạy cho La Hầu La là một kinh nghiệm quý giá. Đôi khi với con, cha mẹ phải xem như bạn bè mới có thể gần con, để rồi từng bước hiểu con và tiến đến chia sẻ. Đó cũng là điều mà Kinh gọi bạn ở nhà là mẹ là một điều cần học hỏi đối với các bậc làm mẹ, làm cha. Với con, hiểu được chúng muốn gì
cần gì khi con cái bắt đầu bộc lộ tự ngã bản thân là một lưu ý quan trọng. Thình lình một mai, khi con trẻ bất ngờ tuyên bố cha mẹ không hiểu gì về con, tức khi ấy đã bộc lộ ra những dấu hiệu gián đoạn tạm thời trong việc truyền thông giữa các thế hệ. Khi hiểu được con muốn gì, con cần gì, thì liệu pháp giáo dục, phương thức nâng đỡ, định hướng của ba mẹ sẽ trở nên hiệu quả và thực tế hơn. Thương ai bằng thương con, tuy chỉ là lời cảm hứng của một vị trời, nhưng đồng thời đó cũng là chân lý phổ quát của bất cứ bậc làm cha mẹ đúng mực và đúng nghĩa. Rõ ràng thương con là khả tính tự nhiên của bất cứ bậc làm cha mẹ nào. Kinh Từ Bi cũng xác chứng tình cảm của cha mẹ bao la, như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở, con độc nhất mình sinh. Tuy nhiên, thương con không đồng nghĩa với việc chiều con hoặc dung dưỡng con khi con phạm lỗi lầm. Mặc dù phản đối việc giáo dục con bằng hình phạt, tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, với những đối tượng đặc biệt, việc cân nhắc hình phạt có chừng mực là điều mà được Đức Phật chấp thuận. Hình ảnh một đứa trẻ bị mắc dị vật và người chăm sóc trẻ cố gắng lấy dị vật đó ra bằng những phương tiện có thể là điều mà Đức Phật lặp lại nhiều lần. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đã hỏi Dương Tử Vô Quý, nếu đứa con nít này do sự vô ý của Dương Tử hay do sự vô ý của người vú hầu thọc một cái que hay nuốt một hòn đá vào trong miệng, vậy Dương Tử phải làm gì? Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thế Tôn, nếu con không thể móc ra ngay lập tức, thời với tay trái con nắm đầu nó lại, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ móc cho vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì sao vậy, Bạch Thế Tôn? Vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. Cũng vậy, trong Kinh Tăng Chi, hình ảnh ấy được lặp lại không phải hình ảnh Dương Tử mà là sự chăm sóc đứa trẻ của bà vú hầu. Theo Đức Phật, dấu rằng quá trình giải cứu đứa trẻ ấy không phải không có hại. Như vậy, này các tỳ kheo, người vú hầu phải làm như vậy vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn. Phải chăng chân lý thương cho roi cho vọt vẫn được Phật cho phép nếu như có sự cân nhắc hợp lý và tùy tình hình? Lập gia thất và cho con thừa tự. Cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con là hai trách vụ quan trọng nhà Phật đã dạy bậc làm cha mẹ cần phải thực hiện khi con đến tuổi trưởng thành. Thời xưa, ở Ấn Độ cũng như ở Trung Quốc, việc lập gia thất cho con, cha mẹ dường như toàn quyền quyết định. Ngày nay, bối cảnh xã hội đổi thay, trai gái tự tìm hiểu và tự do đến với nhau. Mặc dù vậy, sự định hướng của cha mẹ đối với việc lập gia đình của con cái là điều rất mực cần thiết. Bởi lẽ, với nhận thức đã trưởng thành của một người từng trải, với kinh nghiệm tự thân cũng như kinh nghiệm đúc kết từ cuộc sống, việc cha mẹ định hướng, tư vấn về người phó ngẫu là việc rất cần làm. Kinh nghiệm của bậc làm cha mẹ như gia chủ Nakula được ghi lại trong Kinh Tăng Chi sẽ giúp cho các đôi vợ chồng không những thấy mặt nhau trong đời này mà cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau, là những giá trị hữu ích vượt thời gian mà các đôi yêu nhau cần ghi nhớ. Ở ngày nay, bậc cha mẹ tốt sẽ khéo léo tham vấn những điều cần thiết và nhường quyền quyết định chọn người phó ngẫu cho con cái của mình. Như một lẽ tự nhiên, cho con tài sản kế thừa dường như là một thuộc tính cố hữu của bất cứ bậc làm cha mẹ nào. Ngay như Đức Phật trong chuyến trở về hoàng cung lần thứ nhất, La Hầu La nắm tay Phật cầu xin của thừa tự. Đức Phật đã hoan hỷ chấp thuận bằng cách nhờ tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia cho cậu ta. Với các bậc thánh, của thừa tự chính là chánh pháp. Với thế gian, của thừa tự chính là tài sản và những giá trị tinh thần. Ở đây, cần phải hiểu rằng của thừa tự cho con không hẳn là vật chất thuần túy hoặc tài sản cụ thể, mà có thể là phương cách tạo ra tài sản ấy. Trong hai phương diện thừa tự,
việc trao cho con thừa tự sinh kế mà kinh gọi là dạy con nghề nghiệp là điều quan trọng và bền vững vô cùng. Bởi lẽ, tuy được thừa tự của cải vật chất, nhưng nếu như gặp phải nghịch tử thì gia sản mà cha mẹ để dành sẽ nhanh chóng tiêu tan. Kinh Tăng Chi cảnh báo, tài sản sẽ bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái. Do vậy, các bậc làm cha mẹ cần cân nhắc về vấn đề cho con của cải. Cho như thế nào, cho vào lúc nào, với số lượng bao nhiêu, cũng là điều cần phải căn cứ vào từng biệt nghiệp của các con và tùy tình hình cụ thể. Đừng để như bà La Môn Sahasala, mặc dù là đại phú hào, sau khi chia của cho các con phải chống gậy xin ăn vì các con đối xử với ông không tốt. Hướng con về nẻo thiện lạc. Đi qua gần cuối cuộc đời, ai đó chợt bàng hoàng tự hỏi mình đã thực hiện trọn vẹn thân chức làm mẹ, làm cha hay chưa? Với Phật giáo, còn một trách vụ quan trọng mà cha mẹ phải làm đó là ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, mà ở đây chính là hướng con quy y Tam Bảo. Đọc lại những dần kệ của một nữ già xoa khi ru dỗ con khóc, mới thấm thía làm sao ý nghĩa gieo mầm Phật Pháp từ khi con còn ẵm ngửa nằm nôi. Đời ái lạc con mình, đời ái lạc chồng mình, nhưng đối với Đà Pháp, mẹ ái lạc nhiều hơn. Con hay chồng chầu thân, không cứu ta thoát khổ, không như nghe diệu Pháp, chúng sanh được thoát khổ. Trong đau khổ đời sau, dính liền già và chết, chánh Pháp ngài giác ngộ, giải thoát khỏi già chết. Mẹ muốn nghe Pháp ấy, hãy nín đi con ơi, này Puna Basu. Xuyên qua nhiều pháp thoại liên quan đến vai trò làm cha mẹ, được Đức Phật tùy nghi chỉ bài trong kinh điển. Mặc dù vậy, đôi chỗ cũng cần phải soi sáng thêm kiến thức từ thực tiễn mới có thể kiện toàn tri thức cho những bậc làm cha mẹ ngày nay. Cha mẹ là vị thầy cao cả đầu đời. Trong kinh điển, cha mẹ còn được ví sáng chói như Phạm Thiên. Ý thức vai trò quan trọng và thiêng liêng đó để củng cố kiện toàn cách thức tri thức làm cha mẹ là tâm thế tích cực trước khi bước lên phẩm vị thiêng liêng được làm cha mẹ trên trời này. Con cái bất hiếu với cha mẹ sau này sẽ nhận quả báo gì? Những câu chuyện nhân quả Phật giáo để đời. Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính nếu không muốn ghép họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa, bất nhân như thế, thì xã hội đó sẽ điều tàn, đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh vi tiên nghĩa, là ngàn ngôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Ngược lại, bất hiếu với cha mẹ thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy, tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu. Điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời. Quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng. Đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai lắng. Nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chứ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với cha mẹ thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cần xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thì đã nói, phụ hệ sinh ngã, mẫu hệ cúc ngã,
phù mẫu sinh ngã cụ lao. Dục báo thâm ân, hiệu thiên võng cực. Có nghĩa là cha đã sinh ta, mẹ đã nuôi ta. Thường thầy cha mẹ sinh ta khó nhọc, muốn báo ơn sâu trời cao chẳng dứt. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích, vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát, lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ, từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo sơ sát đến cung vàng điện ngọc, đầu đầu cũng vang lên câu ca: công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cụ lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy thưa quý vị, công ơn sinh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sinh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình, ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con, để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê, gánh mướn, đổ mồ hôi, nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm, manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân cháy bếp, nhìn con gà, con chó, cây ổi, cây xoài và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc, lo toan, đối phó đã làm mệt mỏi gần cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn, nghỉ ngơi nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáu gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó còn phải lén lén bỏ ra nhà sau im lặng. Càng xa càng tốt và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình, sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ còn thấy êm đẹp quá. Ai làm ra tiền không cần biết, còn chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏ thẻ với mẹ, mua đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Nhưng chúng ta nào biết? Hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng tông cực khổ cha mày làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Còn lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải chịu kỳ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân, nảy mực. Đi vào bước trưởng thành từ 13 đến 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha. Tránh cha rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên 5, lên 7 mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cõng chạy nhong nhong ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm một chút nữa sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha.
Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tả lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cũng đầy tháng, cha châm hương, đốt đèn thành kính cầu xin mụ bà, và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn chóng lớn và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí, đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ mà cha đã vội vàng ru. Ru kiểu nửa ngâm, nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn thấy ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui no nê, hạnh phúc. Còn 4 năm tuổi, đi nghèo ngào khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa, giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống, cha một nghề, con một nghề, ai lo phần nấy. Rốt cuộc, tình cảm cha con ngày càng trở nên lệch lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Qua bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn, tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng, chứ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra, khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là nhìn thấy rõ khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy, bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu, săn sóc con nhỏ của họ. Quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ, sẽ thấy công cha bao năm, tình thâm, lại lắng và cao vời vợi như núi. Hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy, người xưa khuyên rằng đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ. Tự nhiên trong chúng ta ai cũng thuộc và đọc lầu lầu câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn. Nhưng vẫn thản nhiên chưa đọc khẩu hiệu, chứ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể, nhưng cha thì không. Tuổi càng cao, khổ càng chồng chất. Dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi còn kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích. Cha nghe đâu đập đó, chứ mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lẩn thẩn dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con này đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè. Việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ, lơ là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đòi gì nữa, trời ơi thì giờ đâu. Người xưa hay nhắc vận con cháu là báo hiếu, bởi đến lúc còn muốn nuôi cha mẹ thì than ơi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe nhói ở nơi kia. Đôi khi bỗng mệt vô cớ, nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ, bây giờ không còn cần thiết nữa,
vì có thể quấy rầy con cháu mà đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Do đó, cha sống bên cạnh con cháu nhưng có khác nào cây khô đứng chơi trội giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời, vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất, gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, vòng xa ngày nào mình từ trần con mới chợt ân hận muộn màng, nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chính tháng cưu mang. Đúng vậy thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, biển rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề, cực nhọc biết nhường nào. Mỗi khi đi đứng, ngồi nằm, nhất cử nhất động, mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố trí ở tiền kiếp, thì mẹ được sinh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai, được an dưỡng, chu toàn. Ngược lại, giờ thiếu phước duyên, nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn, túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả, nhọc nhằn. Đôi khi gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay, tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải can đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trời cứ mang nặng nhọc, biển ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện. Phật trời phù hộ cho mình sanh nở, được mẹ trộm con chung. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến, một cơn đau dạ kinh hoàng. Mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Có thể nói mỗi lần sinh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn. Để rồi mẹ vào giấc ngủ ngạt thu, nằm yên bất động dưới nấm mồ quang lạnh mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt con, dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt dương trần cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đói khát bên cạnh người cha đau khổ, trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ vò. Ta nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh, đến sáng xa cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dài ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi.
dỗ dành mãi không được, đành chạy vào xóm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngày ngày mang ơn. Sau khi sinh nở được vẹn tròn, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ còn cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Còn lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tã và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con, mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mọi điều đều vì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi nặng thay chỉnh chữ cụ lao, sinh ra đau đớn xiết bao nhiêu tình, cúc thời nâng đỡ hy sinh, phủ năng chăm sóc vỗ về vuốt ve, súc thường bú mớm no nê, trưởng nuôi thể xác dưỡng mê thân hình, dục thời dạy dỗ thâm tình, cố luôn trong ngắm xem nhìn thiết tha, phục quấn quýt không rời tay, phúc lo đầy đủ ẩm bồng không xa. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống tốt hơn từng ngày để không uổng phí cuộc đời. Mỗi ngày đi qua, đời mình như con lừa đang trên đường dẫn đến lò sát sinh, thì có vui gì khi cố níu kéo những ngọn cỏ bên vệ đường, vì mạng người mong manh nên phải làm điều lành, phải sống phẩm hạnh. Một thời Thế Tôn ở Rajagriha tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Ở đấy, Thế Tôn dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai, hãy làm điều lành, hãy sống phẩm hạnh, không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các tỳ kheo, người sống lâu chỉ có 100 năm hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn. Loại người thọ mạng ngắn, người lành phải lo âu, như cháy đầu hãy sống, tử vong rồi phải đến. Ngày đêm có trôi qua, thọ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn như suối nhỏ đậu non. Đời người mấy mươi năm tuy dài nhưng thật là ngắn ngủi, càng ngắn ngủi hơn vì không phải ai cũng sống đến mấy mươi. Vô thường sẽ đến với mọi người mà không bao giờ hẹn trước. Vô thường chính là không bình thường hoặc không có gì lạ có thể trường tồn vĩnh viễn hay kéo dài được mãi mãi. Lý do bởi tất cả các sự vật và hiện tượng xuất hiện ở trên đời này đều diễn ra theo một vòng tuần hoàn, khi đó cũng được hình thành phát triển và sinh ra rồi tồn tại hoạt động cho tới khi hao mòn hay lão hóa và cuối cùng sẽ mất đi. Vạn vật ở trên đời này nếu đã có chung một khởi đầu thì chắc chắn chúng phải có chung điểm kết thúc, và chúng hoạt động không ngừng, không hề ở yên theo một trạng thái duy nhất. Theo một cách hiểu cơ bản, vô thường sẽ diễn ra theo một quy luật bao gồm có 4 giai đoạn chính, và chúng sẽ tuân thủ theo quy tắc sinh, lão, bệnh, tử. Quy tắc này đã cố định mà bản thân mỗi người cũng không tự thoát hay thay đổi được. Theo như Đức Phật đã nói rằng, trong toàn bộ những dấu chân thì dấu chân voi được xem là lớn nhất, còn trong mọi phép quán thì vô thường chính là lớn nhất. Do vậy phải ý thức sâu sắc về thọ mạng, về sự tồn tại ngắn ngủi của kiếp người để xây dựng đời sống thật tốt đẹp và có ý nghĩa nhất. Hãy đứng lên, làm lại đời mình, làm đẹp cho cuộc đời, hãy tha thứ và yêu thương, rũ bỏ tất cả niềm đau và thù hận. Thời gian rất quý giá, lại trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, đừng để một mai lật bất tòng tâm. Đừng để bao ý niệm tốt đẹp phải theo mình về nơi đất lành. Mỗi ngày đi qua, đời mình như con lừa đang trên đường dẫn đến lò sát sanh.
thì có vui gì khi cố níu kéo những ngọn cỏ bên vệ đường, vì mạng người mong manh nên phải làm điều lành, phải sống phẩm hạnh. Sở dĩ người ta tranh chấp, giành giật, đấu đá nhau chí tử, một mất một còn vì không ý thức được sự thật của thân phận kiếp người. Cứ tưởng rằng thế lực sức mạnh của mình là trường cửu nên chẳng bao giờ biết nhường nhịn chia sẻ trong tinh thần đôi bên cùng lợi ích mà cứ lo tranh đoạt, thâu tóm cho riêng mình. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột, tàn hại và giết chóc lẫn nhau, gây biết bao đau khổ cho nhân loại. Một đời người tuy không quá dài nhưng cũng đủ cho ta chiêm nghiệm về những giá trị sống. Rốt cuộc thì trọng tâm của đời sống này là gì? Phải biết chánh pháp, biết sống và làm đẹp cuộc đời, biết yêu thương, tha thứ và bao dung, thì dẫu vô thường, kiếp người tạm bợ nhưng cuộc đời này vẫn đẹp và đáng sống. Khi tâm vắng lặng, những toan tính và lo âu vụn vặt đời thường tạm thời buông xuống. Lúc bấy giờ ta mới cảm nhận sâu sắc về sự bình an. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, ví như một hồ nước trong sáng, không bị khuấy động. Tại đấy, một người đứng trên bờ có thể nhìn thấy các con ốc, con sò và các hòn sỏi, các đàn cá qua lại trong nước. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Này các tỳ kheo, cũng vậy. Vị tỳ kheo với tâm không bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình và biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng của bậc thánh. Sự kiện như vậy có thể xảy ra. Này các tỳ kheo, vì cớ sao? Vì rằng tâm không bị khuấy đục. Lắng lòng thanh tịnh, giữ tâm chánh niệm trong sáng và thuần khiết là nền tảng căn bản của các phương thức thiền định Phật giáo. Nhờ thực tập nuôi dưỡng sự tĩnh lặng cho tâm hồn nên người ta tỉnh táo, sáng suốt và hành xử hợp tình hợp lý hơn trước mọi biến động của cuộc sống. Tâm chúng ta như một hồ nước với nhiều trạng thái khác nhau, khi thì bình lặng trong suốt như pha lê, lúc thì đục ngầu sôi sục và còn lại là lăng tăng, gợn sóng, lao sao. Có một điều mà ai cũng đã từng kinh nghiệm là nội tâm càng bình yên, thanh thản chừng nào thì sự tự chủ của ta càng lớn và khả năng vượt thoát cám dỗ, nóng giận càng cao. Khi tâm vắng lặng, những toan tính và lo âu vụn vặt đời thường tạm thời buông xuống. Lúc bấy giờ ta mới cảm nhận sâu sắc về sự bình an. Đây là cơ hội quý báu nhất để chúng ta nhìn lại chính mình, thấy rõ mình là ai. Nhờ tâm không bị tham sân si khuấy đục, nên hành giả biết được lợi ích của mình và biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai mà bình thường chúng ta chỉ biết có bản thân mình. Do vậy, dù bề bộn thế nào, mỗi ngày chúng ta phải dành một khoảng thời gian để lắng động tâm hồn, có thể tịnh hóa thân tâm bằng tọa thiền, tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, thiền hành hay đi bộ, thưởng thức nghệ thuật, uống trà với tâm buông xả, chánh niệm, tỉnh giác. Hãy cất giữ hạt giống thiện lành để đổi lấy hạnh phúc. Người giàu có không phải là người sở hữu được nhiều thứ nhất, mà là người biết cách hoán đổi sự giàu có thành những ngày mai vui vẻ bình yên cho chính mình. Có phúc không cần toàn tính, vẫn giàu sang phú quý bất chấp hoàn cảnh. Có phúc thì không cần toàn tính, vì dù bạn có suy đi, tính lại cặn kẽ bao nhiêu, cũng chẳng thể lường trước được hết tất cả các sự cố. Chỉ bằng giữ cái tâm trong sáng trong mọi việc để xử trí, thậm chí bản thân có thua thiệt một chút cũng chẳng sao, vì chuyện gì dù tốt hay xấu, rồi thì cũng sớm qua đi mà thôi. Cho dù đó là người lạ, người thân hay bạn bè, chúng ta có toan tính điều gì đó, mong có lợi cho mình thì cũng chỉ được cái lợi trước mắt mà thôi, bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có thể là làm tổn hại tình cảm của đôi bên, cũng khiến cho bản thân lâm vào hoàn cảnh cô độc. Còn tiền bạc thì chẳng ai dám đoán trước được tương lai có còn hay không. Có câu chuyện kể lại rằng, Lý Sĩ Hành
ở thời Tống, được võ tướng tên Dư Anh đi theo làm phụ tá khi ông đi sứ sang Triều Tiên. Khi xong việc, được nước bạn trao cho rất nhiều tặng phẩm, nhưng Lý Sĩ Hành không quá để ý. Ông nhờ Dư Anh xử lý những việc liên quan. Quá trình trở về nước, thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước nên Dư Anh lấy lụa của Sĩ Hành được tặng để lót thuyền, tránh cho những vật phẩm của mình bị ướt. Sự cố tiếp theo xảy ra khi thuyền gặp sóng gió nổi lên. Tình hình trở nên nan giải khi thuyền quá nặng. Thuyền trưởng yêu cầu Dư Anh vứt bỏ vật phẩm của ông để thuyền nhẹ bớt đi, tránh trường hợp lật thuyền, nguy hại đến tính mạng những người trên đó. Trong khi đang hoang mang, Dư Anh nghe theo và vơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa thì sóng gió ngừng lại, thuyền cũng ổn định lại và họ đã thoát nạn. Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền thì mới phát hiện những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình. Những tặng phẩm của Lý Sĩ Hành bởi vì chất đóng ở dưới đáy thuyền để lót cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi. Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ không hề giống nhau. Lý Sĩ Hành bởi không quan tâm chú ý, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì, còn Dư Anh thì lấy hết sức để ý và còn cố ý bảo quản không muốn tặng phẩm của mình bị tổn hại, nhưng cuối cùng lại mất hết. Lý Sĩ Hành không để tâm nên không mang tới lợi ích cho bản thân, nên cuối cùng lại giữ nguyên số lụa của mình, còn Dư Anh toàn tính lại mất trắng. Nếu như nghĩ thoáng một chút, sẽ thấy con người sống trên đời ngốc nghếch một chút, chẳng dụng tâm như Sĩ Hành lại hay. Như Dư Anh quá tinh minh, quá rõ ràng, quá lanh lợi, rồi sẽ có lúc tự khiến mình bị tổn thương, mất mát, mệt mỏi và khổ sở. Qua câu chuyện trên, ta mới thấy chẳng ai thông minh hơn người khác, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao nhiêu. Con người sống trên đời suy cho cùng, ta sống được bao nhiêu lần 10 năm, cứ vật vã với toàn tính thì chẳng có phút nào được thanh nhàn, thảnh thơi mà sống. Hãy học theo cách sống của người xưa với niềm tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ, tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình tổn thương. Trái lại, người có tâm tính cao, tâm hồn thoáng đãng, rộng mở, không tranh đua với đời thường, có phong thái cao, tướng mạo hơn người, từ đó mà số mệnh họ cải biến. Kỳ thực họ không hề ngốc, ngược lại họ lại chính là những người thông minh nhất. Chuyện gì rồi cũng sẽ sớm qua đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình khôn ngoan nên ra điều tính toán, cho rằng mình lường được hết mọi việc xảy ra, nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính. Chuyện gì rồi cũng sẽ sớm qua đi. Cái khó trước mắt cũng chỉ là để bạn bộc lộ ra con người mà thôi. Nên thật ra kẻ ngốc mới toàn tính thiệt hơn, người thông minh chỉ cần phúc hậu. Người tốt rồi sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp. Người ngốc cũng có niềm hạnh phúc riêng của người ngốc, mà đôi khi những người khôn ngoan, sắc sảo quá lại chẳng thể nào có được. Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Khi không tranh, tâm sẽ an. Khi không so đo, tính toán, sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, hạnh phúc. Trên thế giới này chắc chắn có rất nhiều điều nhỏ nhặt. Nếu như quá tính toán, sẽ chỉ xảy ra nhiều cuộc tranh chấp vô nghĩa, khiến cho trái tim của chính chúng ta mệt mỏi. Nếu gặp người nào đó thành công giàu có thì đừng vội ghen tị, chỉ là họ đã tích đủ đức đủ phúc phận nên được đáp lại một cuộc sống no đủ sung sướng. Còn ta chưa được vậy, nghĩa là đức ta chưa đủ sâu dày, cần phải giúp người nhiều hơn bằng tâm vô tư, cởi mở. Khi hiểu rằng chuyện gì rồi cũng sẽ sớm qua đi, ngay cả lợi lộc bạn tự thu gom về, rồi cũng có ngày biến mất tất cả, thì hà cớ gì mà tranh giành. Đừng chỉ vì cái dục vọng cá nhân mà ấp ủ, suy nghĩ tìm mưu tính kế hãm hại người, rồi rốt cuộc chẳng được gì mà còn tự hại chính mình. Có rất nhiều sự tình thoáng qua như một giấc mơ, dẫu là phức tạp hay đơn giản, nói chung đều sẽ qua đi khi ta tỉnh mộng.
chỉ bằng xem nhẹ mọi việc nhưng xem trọng tình cảm, vì ngày hôm nay không kể tốt xấu thế nào đều đã qua đi, nhưng thứ còn đọng lại đến muôn đời sau đó là tình cảm. Đời người đừng để cuối đời mới nhận ra ở hiền gặp lành, tích đức hơn tích tiền thì đã quá muộn. Vì thế dù bạn giàu hay nghèo, quan trọng là giữ tâm bình an, chấp nhận mọi việc với niềm tin vui hay buồn thì theo thời gian chúng cũng sẽ trở thành quá khứ. Lòng người phiền muộn là bởi quá nhiều mưu mô toan tính. Đời người đau khổ là bởi chấp trước quá nhiều. Cuộc sống khó khăn là bởi cứ khăng khăng ôm giữ, không chịu buông xuống. Trên thế giới này, tôi và bạn cũng chỉ là những vị khách trọ giữa nhân gian. Hà tất phải tính toán nhiều như vậy? Vì thế, dù chuyện lớn hay nhỏ, khi bạn dùng tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt, chính là sẽ phát hiện thật ra chẳng có gì, chỉ là bản thân nghĩ quá phức tạp mà thôi. Sự không toàn tính là một giá trị quan trọng trong cuộc sống. Nó đòi hỏi chúng ta hành động mà không mong đợi lợi ích cá nhân hay đánh đổi quyền lợi. Ý nghĩa của sự không toàn tính nằm trong khả năng đặt lợi ích chung và trái tim người khác lên hàng đầu, thể hiện lòng tốt và sự chân thành. Khi chúng ta sống không toàn tính, chúng ta giữ được tính công bằng, trung thực và trung lập trong các quan hệ. Chúng ta không phân biệt người khác dựa trên tài sản, địa vị hay xuất thân mà đánh giá họ dựa trên đức tính và hành động. Sự không toàn tính giúp chúng ta tạo ra một môi trường công bằng và đáng tin cậy, làm nền tảng cho sự tương tác xã hội lành mạnh và phát triển. Sự không toàn tính còn thể hiện sự sẵn lòng và lòng nhân ái. Khi chúng ta không toàn tính, chúng ta không chờ đợi sự đền đáp và trân trọng cơ hội được giúp đỡ người khác. Chúng ta tự thân là nguồn cội của tình yêu và lòng từ bi, giúp đỡ những người xung quanh mà không đặt điều kiện hay yêu cầu trả lại. Sự không toàn tính còn thể hiện lòng tôn trọng và tình cảm. Khi chúng ta không toàn tính, chúng ta tôn trọng quyền tự do và quyền riêng tư của người khác, không can thiệp vào cuộc sống hay quyết định của họ. Chúng ta lắng nghe và hiểu thấu suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của người khác mà không cố gắng chi phối hay thay đổi chúng. Sự không toàn tính tạo ra một môi trường tươi mới và gắn kết, nơi mà mỗi cá nhân được đánh giá và trân trọng cho những gì họ mang đến. Nó mở ra cánh cửa cho sự hợp tác, đồng lòng và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Sự không toàn tính không chỉ mang lại hạnh phúc cho chúng ta, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển và tiến bộ chung. Hãy nuôi dưỡng và áp dụng sự không toàn tính trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên, hãy tự nhìn vào bản thân và tìm hiểu những động cơ toan tính mà chúng ta có thể mang trong tư duy và hành động. Đôi khi chúng ta có thể bị cuốn vào cuộc đua với người khác, muốn chiếm lợi thế hoặc đạt được thành công cá nhân. Tuy nhiên, bằng cách nhận ra và kiểm soát những cảm xúc và động cơ này, chúng ta có thể thực hiện hành động từ trái tim, không chỉ dựa trên lợi ích riêng mà còn dựa trên giá trị và ý nghĩa sâu sắc hơn. Thứ hai, hãy đặt mình vào vị trí của người khác và cố gắng hiểu những khó khăn, cảm xúc và nhu cầu của họ. Sự không toàn tính đòi hỏi chúng ta lắng nghe một cách chân thành và tôn trọng quan điểm của người khác. Thậm chí khi chúng khác biệt hoặc mâu thuẫn với quan điểm của chúng ta, bằng cách thể hiện sự thông cảm và tình yêu thương, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tạo ra sự gắn kết vững chắc với những người xung quanh. Cuối cùng, hãy thực hành hành động không toàn tính một cách nhỏ bé và đáng kể trong cuộc sống hàng ngày. Điều nhỏ nhặt này như giúp đỡ người khác, đóng góp vào cộng đồng hay thể hiện lòng biết ơn và sẻ chia có thể mang lại tác động lớn và lan tỏa yêu thương. Mỗi hành động nhỏ mang giá trị của sự không toàn tính đều đóng góp vào xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Với sự không toàn tính, chúng ta mở ra cánh cửa cho lòng nhân ái, sự thấu hiểu và hòa bình. Hãy tạo nên một cuộc sống ý nghĩa và đáng sống bằng cách sống từ trái tim và tôn trọng giá trị của lòng không toàn tính.